thậm chí là trẻ nó không kết nối được với cha mẹ, không giữa cha mẹ với trẻ là bất đồng, nhưng mà khi có mấy chị là tham gia vào thì lại hàn gắn lại được giữa cha mẹ, giữa trẻ với người thân, kiểu như không có nói với nhau được hoặc là không hiểu nhau đó, thì mình làm cầu nối. Rất là nhiều trường hợp mà phải nói chị cũng thấy nhiều trường hợp, phải nói là không trường hợp nào mà bỏ được hết chứ, còn trường hợp nào mình cũng phải giúp, giúp trong khả năng cho phép mình. Đó là cái trường hợp thứ nhất ha. Còn trường hợp thứ hai á, thì mình cũng vừa qua mình thấy cũng là cái kết quả mang lại. Đó là cái trường hợp mà chính người thân của trẻ là cậu ruột là có những cái biểu hiện là bạo lực đối với cháu của mình. Nhưng mà khi mà chị biết được cái trường hợp đó thì chị sẽ nói chuyện rồi thêm và khai thác thêm thông tin từ đứa trẻ gái. Thì đứa trẻ gái nó chia sẻ thêm một vài vấn đề mình thấy rất là nhạy cảm. Đó, là vì trong cuộc sống hàng ngày với cậu ở trong gia đình thì mình thấy là nó không được an toàn. Do đó mình vừa tư vấn cho người cậu về cái pháp luật mà bảo vệ trẻ em, pháp luật mà có những hành vi không phù hợp đối với trẻ. Và hiện nay là đứa trẻ nó đang phát triển. Cái mục đích của mình để mà muốn trở thành nhân viên công tác xã hội á, thì mình cũng chắc có lẽ là mình có cái tâm huyết đối với công tác trẻ em mà đặc biệt là đối với những người yếu thế á. Do đó là chị thấy chớp lấy cơ hội này liền, xin liền là coi như là mình sẽ chọn cái nghề này. Có thể khẳng định rằng là để vận hành một hệ thống pháp luật, chính sách và đặc biệt là một hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em thì không thể thiếu trách nhiệm và vai trò của các nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp.